bạn, hôm nay Tuimoto Vlog sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm chiếc Honda, chiếc Yamaha Exciter 150 được độ rất là nhiều và kỹ độ. Tôi Béo Ô Tô xin sẽ review một chiếc Exciter này, một sản phẩm lên rất là nổi bật. Dàn tem được thiết kế bởi các bạn Quy Đề Can, một thành viên của Tuimoto, Quy Team. Cụ sau được khách sử dụng bằng SCK Racing hàng chính hãng. Vành trước sau được khách sử dụng vành OZ với một cái lý do rất là đơn giản, đấy là lên hai đĩa trước thụt áp xe SCK Racing. Dàn đĩa trước đã được làm lại hấp, sử dụng đĩa bông của Sắc Power theo Brembo 4 feet. Một cặp theo Brembo 4 feet full pass CNC. Và chúng ta sẽ đến với hệ thống dàn heo sau. Heo sau cũng được khách sử dụng bởi Brembo 2 feet millet pass CNC, đĩa Boji. Lốp khách đã sử dụng bởi lốp to hơn zin một chút, là trước là 80, sau là 130. Một chiếc xe lên rất là nổi trội. Và giới thiệu với các bạn về dàn đầu xe, chúng ta hãy đi đến dàn đầu xe. Một dàn đầu, dàn nội thất rất là khủng khiếp. Công tắc đề của Domino chính hãng, tay ga cùng tăng tốc Domino chính hãng, bao tay Spider. Công tắc bên trái gồm đề, còi, passing cũng của Domino chính hãng. Dàn đầu xe được chủ xe sử dụng hệ thống đèn LED của Motoas. Dàn xóa 7 màu rất là đẹp. Một dàn LED 2 tầng. Một chiếc xe nhìn rất là cứng cáp về hình dáng, nhưng lại rất nổi trội, đơn giản. Bạn thấy một chiếc Exciter này độ không hề cầu kỳ nhá các bạn nhé. Không hề nhiều đồ, không hề cầu kỳ, nhưng lại rất là thanh lịch và nổi. Rất nhiều fan nữ có hỏi mình để muốn giao lưu với những các bạn chủ xe chơi trội này, nhưng mà bạn này là bạn, một bạn là chơi xe ẩm thực, bạn ấy chỉ chơi bạn thích thôi, thích thì lên thôi. Còn nhu cầu chính, chúng ta không thể bỏ qua được chiếc cổ bôi nóc 304 kèm bầu lưới tổ ong rất là tinh xảo. Quân Béo xin gửi đến các bạn dàn phụ trước. Và bây giờ Tuimoto Vlog sẽ gửi đến các bạn clip test mô MIVV bắt đầu tour đồng nghiệp. Phải zin, nhưng mà bạn ấy có lên đổi Uma Racing 5x4. Bây giờ mình bắt đầu mình chạy test, và đây là sẽ là cái cung đường mà mình chạy test.